Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 18, câu 33 đến 37. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Chúa Giê-xu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giê-xu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Chúa Giê-xu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chúng này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Chúa Giê-xu đáp: "Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Quý vị và các bạn thân mến, lễ Chúa Kitô vua chỉ mới được thiết lập năm 1925. Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, biến cố thể hiện vương quyền Chúa Kitô nhiều nhất là biến cố Chúa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trong vinh quang. Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao ban cho ta. Đó là lời quả quyết của Chúa Giê-xu Kitô phục sinh trước khi sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Như vậy, biến cố Chúa lên trời và ngày lễ Thăng Thiên có thể nói là ngày lễ mừng kính vương quyền của Chúa Giê-xu Kitô một cách phù hợp hơn cả. Thế nhưng, tại sao giáo hội lại muốn cử hành lễ Chúa Kitô vua vào Chủ nhật cuối cùng của năm Phụng Dụ? Năm Phụng Dụ tượng trưng cho chu kỳ thời gian bắt đầu từ Thiên Chúa và cuối cùng trở về với Ngài. Thiên Chúa là khởi đầu và là cuối cùng của lịch sử. Kết thúc năm Phụng Dụ, giáo hội nhắc lại giây phút lịch sử chấm dứt, giây phút vũ trụ đạt đến cùng đích tột cùng là Thiên Chúa, giây phút Chúa Giê-xu Kitô trở lại trong vinh quang. Và trong viễn ảnh này, thật là điều thích hợp, việc giáo hội mời gọi mọi con cái mình chiêm ngắm Chúa Giê-xu Kitô, vua vũ trụ. Ngài đã nhập thể làm người trong lịch sử của một dân tộc cụ thể, để thiết lập nước Thiên Chúa trong lịch sử con người. Và kể từ giây phút đó, nước Thiên Chúa luôn luôn được phát triển, được lan rộng cho đến mức thành toàn cuối cùng. Khi Chúa Giê-xu Kitô ngự đến và đưa tất cả về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-xu Kitô là vua, không những vì Ngài đã sinh ra làm người thuộc dòng dõi vua David, mà hơn nữa, vì Ngài là con Thiên Chúa, mọi sự nhờ Ngài mà được hiện hữu, sinh động. Nhưng trớ trêu thay, Chúa Giê-xu Kitô vua đã không thiết lập nước của người như một vương quốc phàm trần, bằng những phương tiện phàm trần như chiến tranh, chiếm đoạt bằng sức mạnh của bạo lực, của vũ khí. Không, nước Thiên Chúa được Chúa Giê-xu Kitô vua thiết lập một cách kỳ diệu bằng một hành động hy sinh cao cả trên thập giá. Đây là hành động tột đỉnh của cuộc đời Chúa trên trần gian, để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giê-xu Kitô là vua khi Ngài bị treo lên thập giá. Thiên Chúa đã dùng hành động bêu xấu của quan Phi-la-tô khi ông này cho khắc ghi trên thập giá Chúa dòng chữ: "Đây là vua dân Do Thái." Thiên Chúa đã dùng hành động bêu xấu đó như để nhắc con người, để mặc khải cho con người sự thật không thể chối bỏ được rằng Chúa Giê-xu Kitô là vua. Ngài trỗi vượt hơn mọi người, không những vì Ngài là con Thiên Chúa làm người, mà còn là vì Ngài đã thực hiện một hành động cao cả tuyệt vời, hy sinh mạng sống mình vì yêu thương để cứu rỗi con người. Ngài đến để làm chứng cho sự thật: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi."
và làm chứng cho sự thật, cho tình thương, Ngài đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Xưa cũng như nay, luôn luôn có những người không hiểu, xuyên tạc, cười nhạo vương quyền của Chúa Giêsu Kitô. Nếu Chúa là vua, tại sao không dùng quyền của mình để thoát chết, để trả thù, để thống trị, để hưởng lợi? Trở triều thay, con người đã dùng thập giá để bêu xấu, để loại trừ Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng chính đó là dấu chỉ Thiên Chúa dùng để thiết lập và mặc khải vương quyền Chúa trên tất cả mọi sự. Lạy Chúa, trước sự xấu xa và ngoan cố của con người, thì thử hỏi còn có cách nào khác hữu hiệu hơn chăng để mặc khải cho con người biết và làm cho con người nhìn nhận vương quyền của Chúa trên vũ trụ, trên lịch sử, trên tất cả mọi người? Thử hỏi còn có cách nào khác hơn là chấp nhận chịu chết một cách nhục nhã trên thập giá như vậy hay không? Chắc chắn là không. Xin cho con được bước vào trong nước yêu thương của Chúa bằng con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. Amen.